Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình đây, Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Thì các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh. Nhập đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh, và tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Trả bài ngày hôm nay sẽ là dự đoán năng lượng tháng 10 năm 2024. Thì đây là trải bài về dự đoán năng lượng, chứ không phải là đi sâu về các sự kiện diễn biến trong tháng. Và nếu mà nói về sự kiện diễn biến thì các bạn có thể xem trải bài ngày và trải bài tuần của mình. Để chọn tụ thì sẽ có 3 lá bài tarot như thế này. Tụ 1 chúng mình có lá 8 gậy, tụ 2 có Chariot, cỗ xe, Queen kiếm. Oh wow. Rồi, cả 3 tụ trong tháng 10 đều mang năng lượng nam tính, đều có tính hướng ngoại và nam tính chủ động trong năng lượng của cả 3 tụ. Tụ 1 và tụ 2, đặc biệt tụ 1, tụ 2 sẽ phải di chuyển khá là nhiều. Có thể là chủ động di chuyển hoặc là vì tính chất công việc mà phải di chuyển, đi đi lại lại nhiều. Và các sự kiện xảy ra trong cuộc sống của hai tụ 1 và 2 nó sẽ mang dạng nhanh. Nó sẽ nhanh hơn tụ 3 một chút. Tụ 1, tụ 2 sẽ phải nhanh, làm cái này rồi làm cái kia. Cảm giác như cuộc sống sôi nổi, bận rộn. Sôi nổi, bận rộn, hơi sâu bổ một chút. Mọi thứ nó đều nhanh 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 nhanh, làm xong cái này, nhanh 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 để còn làm cái kia, nhanh 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 còn làm cái kia. Đấy, thay đổi liên tục, di chuyển liên tục. Thì tụ 1, tụ 2 khá là giống nhau, năng lượng tương đối giống nhau. Ok. Rồi, biết thế. Với tụ 3 thì với nữ hoàng kiếm thì tháng 10 sẽ là tháng mà các bạn sẽ phải lên kế hoạch, ý tưởng, giao tiếp, tương tác với người này, người kia. Có thể bạn sẽ không phải đi di chuyển thường xuyên giống hai tụ đầu. Các bạn chỉ ngồi một chỗ thôi, giống nữ hoàng kiếm ngồi một chỗ, nhưng mà phải liên tục họp hành, giao tiếp, thảo luận, lên ý tưởng, làm việc, học tập. Đó. Thì nhìn chung là cả ba tụ sẽ đều có xu hướng bận rộn và luôn tay luôn chân làm cái gì đấy. Nếu không luôn tay luôn chân thì cũng luôn đầu, luôn não, luôn miệng. Rồi thì các bạn có thể chọn tụ dựa trên thông điệp mình vừa mới nói, dựa trên sở thích của bạn với từng lá bài hoặc tour video chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn. Bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là dự đoán năng lượng tháng 10 nhé. Rồi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn lá bài 8 gậy, và như mình nói ở phần mở đầu đấy là trong tháng 10 này các bạn sẽ di chuyển nhiều, làm này làm kia, bận rộn, nhanh chóng. Năng lượng thiên về hành động và hướng ngoại 6 gậy, và sẽ đạt được thành tựu tốt tốt, thành tựu nhỏ thôi, không chưa phải thành tựu lớn, nhưng mà đủ để bạn thấy là bạn đang đi đúng hướng và nó đem đến cho bạn cảm giác hào hứng, phấn khởi, càng muốn làm nhiều thứ hơn. Ối chà, chuột. Rồi mình sẽ rút hết tất cả các lá điều ước thành hiện thực. Tốt, tổng thể năng lượng tốt. Bạn đang chữa lành. Rồi, tốt, ok. Rồi, cái cảm giác dành cho các bạn tụ 1 nó như thế này này. Mình vẫn thường hay nói rằng là cuộc sống của chúng ta nó giống như biểu đồ hình sin, hình cốt đã lên lên xuống xuống. Thì cái giai đoạn tháng 10 của các bạn tụ 1 nó giống như là các bạn đang đi lên ấy. Có thể là chưa đạt đến đỉnh đâu, nhưng mà đang ở trên cái đường đi lên, xu thế đi lên. Đấy, có thể là các bạn đã trải qua đáy rồi. Có thể là đáy nó rơi vào tháng 9, tháng 8, tháng 7 rồi. Còn bây giờ là đang đi lên nha. Rồi, đấy là điều tốt. Thế thì tháng này mọi thứ suôn sẻ thuận lợi nhé. Tổng quan tháng này là suôn sẻ thuận lợi.
Nếu mà bảo là có thay đổi lớn thì mình chưa thấy, có những thay đổi mang tính bước ngoặt thì chưa có, nhưng chắc chắn sẽ có một cái điều ước thành hiện thực. Rồi ok. Rồi, điều ước thành hiện thực này nó sẽ là điều ước nhỏ thôi, nó chưa phải là điều ước lớn. Ví dụ như là bạn đang ôn thi đại học đi. Đó thì điều ước lớn là bạn đỗ kỳ thi đại học, còn điều ước nhỏ đấy là bạn được điểm cao trong các kỳ thi thử. Thì tháng này là sẽ là như thế, bạn được điểm cao các kỳ thi thử. Rồi, nhìn chung là mọi thứ thuận lợi này. Bạn chăm chỉ, bạn đi di chuyển nhiều, bạn bận rộn, bạn đạt được thành tựu nho nhỏ xinh xinh, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Bởi vì với lá bài chuột ở đây, có thể là bạn, khi mà mọi thứ thuận lợi quá thì đôi khi ta bị chủ quan á. Ta không, kiểu khi mà bạn đang trên đà đi lên, có thể là bị không nhận ra là có tiểu nhân đang đi theo sau đấy, hoặc là đi nhanh quá nên là bị ẩu. Thì lời khuyên duy nhất dành cho các bạn tụ một trong tháng này đó là làm gì thì làm. Mình biết là mọi thứ nó đang tiến triển nhanh chóng, nhưng mà đừng vì thế mà chủ quan, đừng vì thế mà bỏ sót, đừng vì thế mà thiếu cẩn trọng. Thế thôi, chỉ thế thôi. Có thể là nếu mà bạn không nghe lời khuyên của mình thì có thể là trong tháng này bạn chưa thấy hậu quả đâu, nhưng cái hậu quả nó có thể sẽ đến vào tháng 11 hoặc tháng 12. Đấy. Mặc dù là bây giờ đang đi nhanh, nhưng mà kiểu cứ cứ nghĩ trong đầu đi là mình phải tự phanh mình lại, mình không được hào hứng quá, mình không được phấn khởi quá, và mình vẫn phải tập trung vào mục tiêu của mình và vẫn phải cố gắng chậm mà chắc. Ví dụ như kể cả khi mà bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi thử, mình nói rồi đó, điều đấy không có nghĩa là bạn được phép thả lỏng và được phép chơi. Vì cái quan trọng nhất là kỳ thi thật đã xảy ra đâu, đã đến đâu. Đó, thì cho đến khi nào mà bạn được điểm cao, bạn đỗ đạt ở cái kỳ thi thật, thì lúc đấy mới cho phép bản thân thả lỏng. Tức là thành quả, kết quả tốt trong tháng này chỉ để nhắc nhở bạn rằng là bạn đang đi đúng hướng, chứ không phải là dấu hiệu để cho thấy bạn được phép nghỉ ngơi. Mình nói rồi, biểu đồ hình sin cốt á, là bạn đang trên đà đi lên, cái xu thế đi lên, chứ bạn chưa đến đỉnh đâu, chưa được nghỉ ngơi đâu. Bận rộn đi, tiếp tục cố gắng nỗ lực chăm chỉ đi. Đó thì đó là câu chuyện của tháng 10, năng lượng của tháng 10 tổng quan là tốt, mọi thứ tốt, thuận lợi. Và dù là thuận lợi cũng không được lười biếng, không được chủ quan, không được lười nhác, không được chểnh mảng. Ok, thế thôi, thì đó là trải bài của các bạn tụ một. Ok. Rồi. Vậy thôi, thì mình xin phép được dừng trả bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn lá bài cỗ xe, và như mình nói ở phần mở đầu, đấy là thông điệp của các bạn sẽ khá giống tụ một ở đoạn là tháng này các bạn sẽ di chuyển nhiều, cuộc sống hối hả, bận rộn, cảm giác như là bạn đang ở trong một thành phố lớn, sinh sống trong thành phố lớn, và mọi thứ, cuộc sống bị cuốn theo cái nhịp điệu hối hả, xô bồ bận rộn của thành phố lớn đó. Tốt hay xấu thì tùy. Ngày phán xét. Ngày phán xét. Ngày phán xét. Tiểu thư. Để mình rút thêm hai lá bài nữa vì mình vẫn chưa thật sự hình dung ra được năng lượng của các bạn.
Lá số 32, tin tưởng vào sự hiểu biết của chính bản thân bạn. Và nhảy múa. Rồi, khác với, nói chung là tụ 2 và tụ 1 đều tự mang năng lượng của sự bận rộn, của hành động. Nhưng mà tụ 2 khác tụ 1 ở chỗ là các bạn đang trải qua giai đoạn khá quan trọng trong cuộc sống. Nó mang tính bước ngoặt nhiều hơn. Tụ 1 thì giống như là mọi thứ nó đã có kế hoạch trước rồi, bây giờ bạn ý chỉ, các bạn chỉ tập trung vào làm mà thôi. Nhưng tụ 2 thì không. Cái cảm giác của tụ 2 giống như là sau một khoảng thời gian suy ngẫm, chữa lành, tìm về bên trong, cuối cùng các bạn cũng có câu trả lời rõ ràng cho định hướng sắp tới trên một hành trình nào đó. Hành trình về công việc, sự nghiệp, học tập hoặc là hành trình tình cảm. Nói chung là sau một khoảng thời gian tìm hiểu bản thân, bây giờ bạn đã có câu trả lời rõ ràng. Con đường cần phải đi, hành trình cần phải đi, hướng cần phải đi. Trực giác của bạn mạnh hơn bao giờ hết. Và có thể là cái hành trình này mới đầu sẽ không nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh, thậm chí bạn cũng không, bản thân bạn cũng không thể giải thích một cách logic là tại sao tôi cần phải đi hành trình đấy, nhưng tôi có một thôi thúc rất mãnh liệt tôi cần phải đi. Và bạn mang năng lượng của Chariot, bạn đi rất nhanh, kiểu giống như kiểu là cái mũi tên sau khi học viên đạn, sau khi đã rời khỏi nòng súng được bắn đi rồi thì lúc này nó chỉ đi thẳng thôi, nó không có quan tâm gì, đạn thì đâu nó có rẽ ngang được, không đâu có uốn éo như này được đâu, nó chỉ đi thẳng tập trung vào mục tiêu. Thì các bạn tụ hai cái cảm giác là như vậy, sau khi mà các bạn đã đặt ra mục tiêu, các bạn biết phải làm gì rồi. Mục tiêu này nó không đến từ sau quãng thời gian lên kế hoạch đâu, mà nó là đến từ bên trong, nó là inner voice, nó là tiếng nói bên trong, là trực giác. Ừ, là kết quả của trực giác của trái tim rồi. Và ok, giờ tôi biết con đường tôi cần phải đi rồi, và tháng này là tháng đi trên cái con đường đấy, đi rất nhanh. Kiểu trước đó thì còn mông lung hoài nghi, không biết là nên rẽ trái hay rẽ phải, bây giờ biết là à ok, rẽ phải, thế bây giờ thì chỉ việc chạy thôi, không hoài nghi, không mông lung, không nhìn trước ngó sau, không quan tâm đến việc là tôi đang đi đúng hướng hay không nữa, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào cái con đường này mà, và đi 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 đấy. Thì cái năng lượng của các bạn tụ hai trong tháng này là như vậy. Mà vào cái mà mình thích ở đây, đấy là tuy là đi nhá, nhưng mà không phải theo cái kiểu là đi theo kiểu cực đoan đâu. Bởi vì với lá bài nhảy múa thì mình thấy là các bạn vẫn biết cách tận hưởng cái hành trình của mình, chứ không phải là à, mục tiêu đây và tôi phải đạt đến mục tiêu càng sớm càng tốt. Không, không có cảm giác là như vậy. Cảm giác như cái hình dung là cái viên đạn này nó hơi kỳ quặc một tí, nó đâm thẳng đến mục tiêu, nhưng mà nếu mà trên đường đi nó có thấy cảnh vật hay hay thì nó cũng dừng lại, nó nán lại một chút, tự dưng nó đi chậm lại một chút xong rồi nó lại đi nhanh, xong rồi thấy cảnh đẹp nó lại đi chậm. Tức là về cơ bản thì hành trình của các bạn tụ hai á, mình không biết là hành trình về gì cái gì nhá, nó giống như là chạy marathon vậy á. Không quá quan trọng việc bạn phải đến đích nhanh hơn người ta, mà nó là hành trình của riêng bạn thôi. Miễn là bạn đến đích và miễn là bạn có tận hưởng hành trình của mình, ngắm cảnh xung quanh, thì đó mới là điều quan trọng. Nhưng về cơ bản là tốt. Về cơ bản là tháng 10 này là khởi đầu cho một hành trình mới. Mình có cảm giác các bạn tụ hai hoặc là lớn tuổi rồi, hai là đã trải qua một quãng thời gian vài tháng hoặc thậm chí vài năm tìm về bên trong, trả lời cho một số câu hỏi còn khúc mắc, và giờ là thời điểm để các bạn tăng tốc. Ừ, tăng tốc, đúng, mình dùng cái từ đấy, tăng tốc. Bạn sẽ, mặc dù trên trải bài không xuất hiện nhé, nhưng mình biết
là các bạn tụ hai cái năng lượng kiểu như thế này, các bạn sẽ gặp rất nhiều điều thú vị hoặc là nhân duyên thú vị trong tháng này. Rất nhiều điều kỳ diệu mà bạn không hề ngờ đến, bởi vì bây giờ bạn đang bước đi với một tâm thế mới, một tâm thế tích cực hơn nhưng cũng có phần mạnh mẽ và dữ dội hơn. Tốt tốt, cái điều tốt. Rồi. Ok. Tận hưởng thôi. Tận hưởng, tận hưởng. Tập trung cho mục tiêu nhưng vẫn biết cách tận hưởng, tốt. Mình thích cái sự kết hợp năng lượng này. Rồi thì đó là trải bài của các bạn tụ hai, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn lá bài Nữ Hoàng Kiếm, và như mình đã nói ở phần mở đầu, đấy là các bạn trong tháng 10 này sẽ phải họp hành nhiều, nói nhiều, tương tác nhiều, thuyết trình nhiều, lên kế hoạch nhiều, học nhiều, suy luận nhiều, tư duy nhiều, dùng não nhiều, dùng cổ họng nhiều, tranh luận nhiều. Nhiều quá nên đôi khi cảm thấy rất là mệt, muốn nghỉ ngơi. Rồi, 8 ly. Sự lựa chọn. Chấp nhận tình yêu thương dọn dẹp toán. Từ khóa hiện lên trong đầu mình cho các bạn tụ ba đó là cân bằng nha. Cân bằng và biết cách bảo vệ năng lượng của bản thân. Thế thì bây giờ mình hiểu thế này. Tháng này bạn phải họp hành nhiều, gặp gỡ nhiều, thảo luận nhiều, tranh luận nhiều, nói chuyện nhiều. Thì hiển nhiên tức là bạn sẽ gặp nhiều người. Gặp nhiều người thì đồng nghĩa với việc là mệt. Kể cả khi bạn là người hướng ngoại đi nữa thì bạn phải hiểu là, tức là mình vẫn luôn nói trong các trải bài của mình, mối quan hệ xung quanh thật ra chỉ là phản ánh lại, tấm gương phản ánh lại nội tâm. Điều đấy đúng. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp mà người xuất hiện trong cuộc sống của bạn mang tần số và năng lượng thấp hơn bạn. Bạn lành mạnh rồi, bạn chữa lành rồi, nhưng người độc hại vẫn tiếp tục đến với cuộc sống của bạn. Thì mình hiểu rằng đây giống như là thử thách mà vũ trụ dành cho ta, để thi thoảng là test lại xem bạn đã thật sự chữa lành hay chưa, bạn đã thật sự giải quyết xong cái vấn đề của bạn hay chưa, hay là đối tượng toxic để xuất hiện để bạn lại bị trigger, bạn lại bị khơi gợi lên những cái tổn thương trong quá khứ. Thì dĩ nhiên là có thể là tổn thương lại bị khơi gợi lên, nhưng mà trước đây thì mình có thể bị cuốn vào cái tổn thương đó và cư xử tiêu cực, nhưng mà bây giờ mình biết cách boundary, tức là giới hạn, tạo ra cái ranh giới giữa mình và những đối tượng toxic và lựa chọn ai được phép đến với mình và ai phải đi. 8 ly còn nói về sự rời khỏi. Và bản thân năng lượng của Queen Kiếm cũng là mang năng lượng của sự dứt khoát rõ ràng. Thế thì bạn phải rất là tỉnh táo. Queen Kiếm là một người phụ nữ rất tỉnh táo và sáng suốt. Bạn phải rất tỉnh táo để nhận biết rằng ai là người nên giữ trong cuộc sống và ai là người bạn nên giữ khoảng cách. Bạn không thể giữ hết tất cả mọi người lại được, và bạn cũng không thể push hết mọi người đi. Bây giờ bạn gặp 10 người và trong đó có 5 người bạn không hài lòng và 5 người rất đáng trân trọng, thì bạn phải linh hoạt trong việc là giữ 5 người và rời khỏi 5 người. Chỉ vì bạn bị tổn thương bởi 5 người kia không có nghĩa là bạn hận cả thế giới và đẩy cả thế giới ra xa. Và chỉ vì bạn nhận được tình yêu thương của 5 người không có nghĩa là bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đến với bạn là trao bạn tình yêu. Thi thoảng chúng ta sẽ vẫn
gặp những đối tượng mang năng lượng của The Devil. Và khi mà bạn đã thiết lập được ranh giới lành mạnh của bản thân rồi thì tự khắc họ đến thì vẫn đến thôi, chúng ta không thể ngăn cản được, nhưng mà họ không thể tiến quá sâu vào cuộc sống của bạn được. Và bởi vì bạn phải hiểu là họ tiến sâu hay không là do bạn lựa chọn, là do bạn ra quyết định, là do bạn cho phép. Còn nếu mà bạn không cho phép thì họ làm sao mà họ đến được? Ví dụ như tất cả mọi người đều đến gõ cửa nhà bạn, nhưng mà bạn chỉ mở cửa cho những người mà bạn muốn mời vào nhà. Và bạn là người chủ động, bạn được quyền ra quyết định mời ai vào nhà. Đấy, thì tháng 10 nó sẽ là như vậy ha. Thứ nhất là bạn phải biết cân bằng giữa công việc và bản thân, công việc gia đình, rồi công việc với các sở thích riêng, công việc với tổ ấm, công việc với nhà cửa. Cân bằng giữa ngoài kia và trong này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn phải linh hoạt trong việc chọn lọc đối tượng được phép ở trong cuộc đời của bạn. Tỉnh táo, sáng suốt để đưa ra quyết định ai là người tôi tiếp tục chơi cùng, ai là người tôi cần phải đuổi đi. Và đôi khi trong cuộc sống, đôi khi không phải, không chỉ là ở với mối quan hệ mới, mà đôi khi là những mối quan hệ xưa cũ. Ví dụ như là một người bạn chơi với ta 10 năm, nhưng bây giờ không thể chơi được nữa. Bởi vì cái sự độc hại, toxic, lành mạnh hay là không lành mạnh, nó cũng như biểu đồ hình sin thôi, lúc lên lúc xuống. Thế thì nếu 10 năm qua họ lành mạnh nhưng bây giờ họ toxic vì lý do nào đấy, một cách khách quan mà ta không kiểm soát được, thì ta cũng cần phải cân nhắc đến việc giữ khoảng cách, thậm chí là thành viên trong gia đình, thậm chí là người yêu. Nên chúng ta được quyền, các bạn tụ ba trong tháng 10 này được quyền tỉnh táo, sáng suốt và có chút lạnh lùng trong việc cầm kiếm để chém, để cắt đứt một số mối quan hệ độc hại như thế. Các bạn là người ra lựa chọn trong tháng này, lựa chọn ai ở lại và lựa chọn ai đi. Đó, thì đó là hai thứ quan trọng, hai năng lượng quan trọng, hai điều cần lưu ý quan trọng, hai cái đầu dòng quan trọng dành cho các bạn tụ ba trong tháng 10. Một là cân bằng, hai là linh hoạt trong các mối quan hệ. Bạn không phải là Phật nên bạn không cần phải cao thượng như một vị Phật. Có thể là mình không cần phải gay gắt với những người mà mình muốn cách xa, nhưng mình giữ khoảng cách và mình có những cái thái độ, lời nói, cử chỉ tế nhị để họ biết rằng họ không được chào đón trong ngôi nhà của mình. Đó, vậy thôi. Thì có thể một thời gian sau, khi mà họ tự xử lý được vấn đề của họ rồi, khi họ cân bằng trở lại, không còn toxic, không còn unhealthy nữa, họ trở lại là một người tử tế, lành mạnh, vui vẻ, yêu đời, thì có thể lúc đấy chúng ta lại chơi lại với nhau. Chúng ta lại gần gũi lại với nhau. Ok nhá. Thì đó là trải bài của các bạn tụ ba, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye.